với những sứ giả hạnh phúc mang niềm vui đến cho các gia đình. Với những thử thách hồi hộp, gây cấn và thú vị. Với những chiến thắng thuyết phục, mang về cho các thành viên trong gia đình những món quà như mơ ước. Và trên hết là sự chia sẻ ấm áp, tình yêu thương và niềm hạnh phúc. Kế hoạch gia đình hạnh phúc, chương trình truyền hình thực tế phát sóng lúc 22 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên HTV9. Kiếm con sao bằng súng? Súng là dữ nhất, đúng không? Súng là bắn. Thông báo. Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo. Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mở lớp quay video khai giảng ngày 9 tháng 9 năm 2008. Lớp học dành cho mọi đối tượng yêu thích quay video, có trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Học viên được học lý thuyết song song với thực hành trong thời gian 3 tháng, từ căn bản đến những thể loại thông dụng như tin tức, phóng sự, tài liệu truyền thống. Ghi danh và hỏi thêm chi tiết tại Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 25 tháng 8 năm 2008 đến ngày 5 tháng 9 năm 2008 trong giờ hành chính. Vào cổng số 9 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 8-222-517, fax 9-111-754. Thời gian ghi danh có thể chấm dứt trước thời hạn khi lớp đã nhận đủ số lượng học viên. Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc rước đuốc mang tên Đuốc sáng Việt Nam hành trình theo chân Bác lần 2 năm 2008. Trải qua 21 chặng rước đuốc với tổng lộ trình trên 3.000 km, bắt đầu từ Cao Bằng qua 34 tỉnh thành, đoàn rước đuốc sẽ về đến thành phố mang tên Bác đúng vào ngày 2 tháng 9. Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gửi đến quý khán giả những hình ảnh lễ đón đoàn rước đuốc, lễ trao và đốt đuốc và chương trình ca nhạc chào mừng Đuốc sáng Việt Nam hành trình theo chân Bác với chủ đề Đuốc về đến dinh thống nhất. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc 19 giờ ngày 2 tháng 9 trên kênh HTV9. Kính mời quý khán giả đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp các nội dung sau. 19 giờ cầu vòng xanh, cây thức kẻ. 19 giờ 35 phút học viện IQ, bé và thế giới thông tin. 19 giờ 50 phút thế giới 24 giờ. 20 giờ chương trình siêu thị may mắn. 21 giờ cầu truyền hình Đuốc sáng Việt Nam hành trình theo chân Bác. 21 giờ 10 phút cười chúc chơi. 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam Mây trắng ngang trời tập 21. 22 giờ 15 phút tin trong nước. 22 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Mỹ Cha và con. Tin cuối ngày, tin thế giới, tin thể thao. Chương trình truyền hình rạng sáng ngày 1 tháng 9 gồm những nội dung sau. 0 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Qua thủy tinh tập 14. 1 giờ 30 phút sinh tồn nơi khắc nghiệt. 2 giờ phim tài liệu khoa học siêu nhân những người tạo em bé. 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Những ngọn nến trong đêm tập 31. 3 giờ 20 phút giải trí nước ngoài. 3 giờ 35 phút thế giới đó đây, những người chứng thực chuyện lạ. Bây giờ kính mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình truyền hình tối nay.